Hello, hello anh em nha. Tình yêu tình yêu là không, bây giờ không có cái phone, không có nên không có trả lời được, cho nên nói thôi nha. Anh chị em nhớ trường cái khúc chỗ này nó clear này, đó, chỗ này nó clear này. Tí nữa mình bỏ lên nó mới đẹp. Hiểu không? Bỏ lên nó thấy cái clear đây, cái móc clear đây nó đẹp. Tạm thời mình bỏ đây đi ha. Rồi bây giờ mình qua đây. Qua đây thì mình bỏ tí xíu một clear xuống, chút xíu thôi, một clear bỏ đây. Cho nó bám nè, cho nó một ly nó bám hẳn cái đó, lấy cái một ly nè, bỏ xuống nè, đưa xuống nè, kéo luôn, kéo mình chừa cái khoảng này nha, mình phải chừa cái khoảng này cho nó cho nó clear nha, nhớ là tém vô nè. Vô nè. Móng dài, thịt dài, dài má rồi. Rồi xong mình lấy trái tim, mình lấy ra mấy cái nè, mình bỏ đây, mình bỏ mấy cái đây nè, mình lấy cái từng trái tim mình bỏ lên. Bỏ lên mình bỏ sao bỏ, không ai cấm mình nữa, không ai cấm mình bỏ sao đó. Bỏ muốn bỏ sao bỏ. Lấy cái clear màu đỏ này là mình bỏ lên, cho nó xuống luôn, cho nó xuống luôn. Phải chừa cái bọc chỗ này nha, đừng có lấy hết nha. Phải chừa cái bọc chỗ này cho nó đẹp. Rồi sau mình lấy nè, trái tim màu đỏ nè, trái tim màu đỏ đó. Mình bỏ lên nè, lấy ra một ít nè, bỏ lên nè. Okay. Bỏ lên nè. Bỏ sao bỏ. Chờ bỏ nha, không ai cấm mình hết á, bỏ từ lưa đi. Thank you.
dĩ vãng tình đâu thấy như lá hoa vàng. Tình yêu không có cái phone nha, anh chị em coi coi đỡ nha, coi xong rồi ấy thôi chứ giờ tình yêu không có thấy đường cho nên không có giải thích được ha. Đó, bây giờ mình xong xuôi rồi mình bỏ đây đi. Okay, lấy thêm một trái nữa. Một trái một ha. Đây, bỏ đây. Bỏ đây nè, bỏ trên này nè. Đây mình dẹp bên trái tim đi. Ok. Sau này mình lấy cái glitter, cái glitter màu đỏ nè. Ok. Bỏ cái bột glitter lên đây. Bỏ tí xíu bột glitter lên đây đi. Cho nó bám. Bỏ lên lên. Xong rồi mình lấy cái này bỏ lên đây. Tí xíu bột lia lên. Bỏ bột lên. Thank you.
mấy cái này lên, bỏ mấy cái kim tuyến này lên cho nó ra cho nó đẹp, tí nó bóng, tí nữa mình bỏ top lên nó đẹp lắm nha. Bỏ lên đi, cứ bỏ lên đi, không sao đó, tại vì nó là màu đỏ mà nó đi chung, cái này nó là kim tuyến nó nổi lên đẹp thôi. Ok, cứ bỏ lên nhiều nhiều đi cho nó đẹp, không có sao hết. Em làm gì dai mà đừng có sợ, cái này là ăn thua là khi mình bỏ top lên nó sẽ đẹp nha, nhớ bỏ lên, có nhiều cứ bỏ lên hết, đừng nó lấy nguyên hũ bỏ lên nha, tôi chóng mặt luôn á, nó vừa vừa thôi để còn chừa cho con ghệ sau nữa, chứ làm hết rồi lấy đâu có làm nữa. Đây đi, giờ mình trước khi mình đắp bột ly đó, anh chị em tình yêu chỉ cho mọi người nè, mọi người dẹp hết mấy cái này đi, đó, dẹp mấy cái này đi cho nó trống rồi mình mới làm. Ok, khi mình đắp bột ly đó mình phải clean cái cọ mình cho sạch đó, clean cái cọ cho sạch xong là mình làm cái gì nè, quay cái miếng giấy này qua đây đó, đắp bột ly. Lấy cục bột lia thấm nè, thấm xuống cho nó ráo nè, tại vì mùa đông ở ngoài đang lạnh lắm, ở ngoài đang là 30 mấy độ, ở bên đây á lạnh lắm đó, đẩy nhẹ lên nè cho nó ráo, đẩy lên nè đó, khi mình đẩy vô là cái nước trong cọ nó có nè, nó sẽ làm cho mình cái bột nó dẻo ra lại, rồi mình ghi cái tay nó xuống cho không thôi là nó chảy là mình không có làm được, tại móng dài mà. Ok, đó là mình kéo nè, kéo nhẹ nè, mùa đông nó dễ làm lắm, mùa đông nó dễ hơn là mùa hè, khi mà làm móng dài là mình khoái, tại vì bột nó không có khô như lẻ, đúng không? Còn cái này thấy không, mình cứ chỉnh cục bột vô, đừng có cho nó đi ra ngoài thôi, đó, đợi khi nào mà nó ráo là mình mới kéo được. Ok, nhớ nha, đó mình cứ chỉnh xuống đó, móng dài cỡ nào mình làm cũng được hết đó. Ok, móng dài cỡ nào giờ 2-3 thiếp là mình làm cũng được. Cục bột là mình làm sao cho nó nhuyễn, đắp bột là phải nhuyễn chứ không phải đắp tè le lên trên đây là 4-5 lần 5-6 lần kéo cục bột không ra gì hết trơn nhau là không được nha, là phải kéo nè, đó kéo cục bột, thấy chưa, kéo cục bột này. Kéo cục bột này. từ từ đập nè, nó vừa kéo vừa đập nè, thấy chưa, nó ra tới đầu móng luôn, mình canh làm sao mình đắp bột làm sao mà nó ra tới đầu móng đó, cái móng nó dài mà mình kéo một phát một là ra liền. Chùi là ém nè, giờ ém mấy cái chỗ nào là cần phải ém vô để hồi mình vũa đỡ cực chứ gì chơi đó. Thôi mình vũa đỡ cực nè, đẩy vô nè, lấy cục bột dư chút xíu nè, dư chút xíu thôi. Mình ém lại mấy cái chỗ nào mình cần phải ém cho nó đẹp, cho nên thôi nó không đẹp. Ém vừa đập vừa dỗ vừa chỗ nào thiếu mình biết. Ok, giờ mình thấy nó thiếu chỗ này nè, không mình cho nó một cục đó, mình kéo từ trên xuống dưới nè. Đưa một xuống nè, đưa xuống đây nó dày, chúng mình thấy không, đưa xuống dày kéo nè. Cái nhẹ thôi bên đây nè, thẳng qua bên đây đó, tự động nó chạy qua là nó đều, thấy chưa, thấy rõ không, mình chỉ có thấy rõ không. Rồi như vậy là mình xong một món rồi đó, đắp bột ly thấy gì không có dễ đâu nha, đừng có tưởng nha. Rồi cục thứ hai, chùi cái cọ này, lấy cục bột nè, thấm nè nó ráo nè, bỏ lên nè, nhẹ nè, chị bỏ nhẹ lên thôi, đừng có đè nó móp cục bột chi, để nhẹ vô xong tự động mình động lấy cái cọ là mình dập nè, đó, mình dập nè, mình kéo xuống đó, mình dập mình kéo xuống, kéo xuống đó, kéo bột xuống mình đưa xuống từ từ đưa xuống đưa xuống đưa
đưa xuống mình vuốt từ đây, mình vuốt xuống lại đó, mình vuốt lại để cho xe nhiệt khí nó cho nó đều chứ không. Đưa nó vô nè, đưa nó vô đưa nó xuống đó. Cứ vậy từ từ, không cần phải gấp, không cần phải gấp. Đưa nó vô nè, đưa nó vô nè. Sau là mình kéo nè, kéo lại, giờ mình kéo cho nó đều lại nè đó. Kéo vô nè, kéo vô nè, chứ kéo vô nè. Một cho nên nó còn dư thì nó đi xuống cái cọ, nó đi theo thôi đó. Nhớ là như vậy, kéo chùi cái cọ nè, cái cọ dính bột mà thấy không, chùi cái cọ cho sạch nè, nhúng nước nè, kéo tiếp nè đó. Kéo tiếp nè, mà kéo tiếp, kéo vô nè đó. Kéo vô nè, bây giờ bột nó ráo tha hồ mà kéo đó. kéo kéo làm sao cho nó ra hết cái móng đó. Cái móng dài cỡ nào mình kéo cũng được hết á. Ok rồi, lấy cục bột dư ra nè, dư chút xíu á, dư chút xíu đó, chụp bỏ rồi. Giờ mình tới luôn cho cái cỡ cái móng mình nó đẹp, là móng dài mà khó đâu có dễ làm đâu. Cho nó miếng cục cũng đã chút xíu thôi, không cần phải gấp, không cần phải nhiều đâu, chút xíu thôi, bỏ lên nè, cho nó đều giống gì trơn đó, ém nó vô, ém nó xuống luôn. Nhìn cái móng nó đều từ trong ra ngoài thấy không? Ok. Rồi tiếp tục nè, bỏ cục bột nè, thấm cục bột nè, thấm giấy nè, cho nó ráo nè, bỏ lên nè, nhẹ nè. Ok. Cái cỏ là chui nè, nhúng miếng nước nè, nhúng miếng nước đưa vô nè, đẩy lên nè, đẩy từ từ lên nè, đẩy lên nè, đẩy bột từ từ lên nè, đẩy lên nè, kéo xuống cho nó lấp cái bột nè, đưa xuống, đưa lên nè, chùi cọ nè, nhúng miếng nước nè, kéo tiếp nè, nó đang chảy, là mình kéo, đưa nó vô, sau là mình kéo, là khi nào bột nó ráo là mình kéo, em kéo từ trên xuống dưới, kéo đưa vô nè, kéo nè, dư nè, đẩy nó vô, kéo tiếp, kéo thì nào nó ra tới đầu móng thôi, kéo nè, nhúng miếng nước nè, chùi cọ, nhúng miếng nước nè, nhúng miếng nước, kéo tiếp. Chưa có lấy bột ra, mình phải ém trước, mình phải ém cục bột trước, coi chỗ nào nó thiếu tính sau, chỗ nào mà nó thiếu thì mình tính sau. Ok đó, đưa vô là lấy cục bột dư chút xíu ra, đưa chút xíu nè, nhưng mà nó thiếu nè đó, nghiêng qua thấy nó thiếu nè, thấy không, nghiêng qua thấy nó thiếu là châm vô, bỏ một cục vô nè đó, một cục là hơi nhiều chút, bỏ lên, lo cái kia thì cột cho đẹp nè, đưa bột xuống kéo luôn nè, đưa xuống là kéo luôn là nó đều, hoàn toàn nó đều thấy không đó, đều như vậy đó. Đâu có gì khó đâu. Rồi không thấy đường luôn, anh chị em hỏi tình yêu, tình yêu không thấy đường luôn, không có cái phone. Mấy người đi về hết rồi. Ok, bỏ lên nè. Cái cô khách này cô đòi móng dài mà cô làm design ngộ lắm. Giờ mình thích thì mình phải làm cho khách thôi, ăn nhiều tiền mà là phải làm thôi. Chứ thật sự ra bộ nail này mà cho mình freestyle mà làm màu đỏ, mình làm còn đẹp gấp mấy lần vậy nữa nè. Nhưng mà giờ có thích như vậy rồi sao? Có thích như vậy là mình phải làm thôi, đúng không? Chứ đâu mình có cãi người ta được. Người ta cái là móng tay của người ta mà, người ta thích kiểu này thì mình phải làm thôi. Có hình đàng hoàng nha, đưa hình cho mình coi nữa chứ đó. Đưa hình hỏi làm được không, nói không, mình trả tiền đi tao làm thôi. Chứ khi nào mày không có tiền thì tao không làm được thôi. Khi nào nó hỏi mình làm được không, nói không, khi nào mày có tiền đi trước mặt tao đi rồi tao sẽ làm cho mày thấy được liền.
Mấy cái món này rất là khó làm nha mọi người. Đừng có tưởng dễ ăn nha, đừng có tưởng dễ ăn đâu. Có nhiều sư phụ mà đắp bột, mà nhìn nó đắp cục bột mà 4-5 lần mà nhét 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 vô đây luôn, chứ đừng có nói chi là những người học sinh. Ok. Làm cái móng dài như vậy nó rất là khó, chứ không có dễ đâu. Bỏ lên miếng nữa nè. Tôi không hiểu mấy người nó đi dạy mà dạy bột cho người ta, mà cái móng mà đắp chưa xong rồi đòi đi dạy cho người ta, dạy sao ta? Tôi nói thiệt luôn, phải là tôi dân tị, tôi đi dạy nhiều năm mà tôi không nói, mà bây giờ cái móng mà đắp chưa xong nữa thì sao đi dạy được học sinh ta? Mình nói thiệt luôn á, mình hỏi, tự nhiên khi mình hỏi trong lòng mình á, trời, mấy người đó người ta đắp bột chưa xong sao ta dạy học sinh? Lỡ đi lỡ mà đắp bột mà không được thì dạy học sinh sao nó ra được cái lớp học, ra được người ta đi làm? Có khi nào mình nói trong lòng mình, trước khi nào mấy ông thầy đó ông sống ảo không ta? Mà đi dạy học sinh là khổ nhất là những cái người học sinh nào mà đăng ký cái lớp, đăng ký cái người đó dạy mới ghê chứ. Dạy không ra gì luôn, chắc ra một là ra trường, hai là ra đời luôn đó. Vuốt từ từ bột nó chảy ra, không mùa đông nó chảy má ơi luôn, chứ đừng có nói chảy. Nhưng mà mình phải cần cho cục bột mình có đưa vô đi, mình đừng có sợ đó, mình đừng có gấp, mình có đưa cục bột vô là mình nghiêng qua là mình đưa cục bột vô nè đó, mình có đưa vô nó chảy qua đây mình đưa lại, hiểu không? Nói chung là cục bột mình phải biết nắm giữ nó, chứ đừng có để cho nó chảy lung tung. Mình đừng có rối, mình tại vì mình làm nail á, mình hay bị rối lắm, tại vì cái tâm lý của mình thấy cục bột mà nó chảy là sợ rồi. Đừng có sợ, mình phải control nó lấy nó, mình phải control lấy nó, thấy không? Thấy tình yêu cứ dích lên, tình yêu cứ vuốt từ từ chùi cái cọ nhúng bột. Đừng, thứ nhất là cái cọ của mình đừng có để nó dính bột, hồi tí xíu mà đắp bột móng dài mà nó dính vô cái cọ rồi phải ngâm acetone á. Cho nên á, mình đừng có làm cho nó dính bột nha. Đó. Như vậy là xong. Thấy chưa? Mình làm gì làm nó cục bột nó cũng trở về vị trí cũ của mình làm. Nó phải như vậy mới được, chứ còn mà đắp bột mà cứ giá chỗ này cục, giá chỗ kia cục là không được. Đừng có giá nhiều quá. Mình giá nhiều quá tại vì sao không? Mình giá nhiều quá là tại vì sao? Cái chỗ này nó dày, chỗ này nó mỏng, là tí mình vữa làm sao? Tiếng lẽ giờ mình vữa cái dày xuống rồi cái mỏng nó gãy làm sao? Đúng không? Mình đắp bột là phải cho nó đều từ trong ra ngoài ra. Đó, anh chị em thấy không? Đó, món dài, thiệt dài, dài. Cái này là hết thiếp luôn chứ còn gì đâu mà thiếp. Tình yêu đâu có cắt cái đầu của móng bao nhiêu đâu, chút xíu xíu à. Đó. Rồi xong. Cho nó đều tí xíu mình vũa, đừng có vũa nhiều thôi. Rồi ok, giờ mình vũa nha. Móng dài vũa làm sao? Móng dài là vũa cái này nè. Tại vì nó phải sao? Nó phải bị dướng á, anh chị em khó làm lắm. Cho nên anh chị em phải học cái cách vũa của mình. Để mà về mình vũa nè, vũa móng tay á, anh chị em biết không, vũa móng tay mà móng ngắn nó vũa sao mà móng dài nó bị dướng cái đầu vũa. Cho nên làm sao cái đầu vũa đó mình phải vũa làm sao cho nó đẹp. Đó, cái đầu vũa mình vũa sao để vũa cho nó được, chứ còn không thôi là mình vũa không được nha. Nè, còn cái ly bạch nè, nó dính gì kệ cha, nó đổ vô đó đi. Xong rồi mình lấy tờ giấy nè, nếu dư có thể thấy nó dính trong này không nè, lấy cái tờ giấy nè, chùi nè, chùi luôn liên luôn nè. Liên luôn là cái ly nó sạch nè, thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Nó sạch cái ly nè. Để mai mốt mình làm nó không có bị dính nữa. Đó, thấy chưa? Ra sạch sẽ luôn, liên luôn. Ok. Rồi. Giờ mình vũa nha. Bao cao su vô nè. Đó. Đeo luôn cái này luôn nè. Đó. Đeo luôn cái ngón này luôn nè. Đeo vô. Rồi mình vũa để mình đỡ cho cái tay của người ta nè. Đỡ của cái tay nè. Đỡ nè. Không. Tại mấy cái móng dài này rất là khó vũa. Mà mình vũa từ từ thôi thì mình không cần phải gấp. Mình không có dùng sức. Mà mình dùng cái kỹ thuật của mình. Đó. Mình dùng cái kỹ thuật của mình để mình vũa, mình lấy cái xếp. Chứ không phải là mình dùng sức để mình lấy bột ra làm gì. Hiểu không? Tay của mình phải đỡ cái vũa, mình phải để làm sao cho nó thẳng, rồi để mình lấy cái xếp cho nó đẹp, thấy chưa? Ra cái xếp liền. Và xong rồi mình vũa trên đây cái đầu này. Đó. Thấy chưa?
thấy cái này mà bỏ treo lên đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Anh chị em coi thì ông tin, anh chị em coi thử tí xíu nữa Tình Yêu bỏ lên cho coi nha. Nó ra đẹp lắm, nó ra nhức nách luôn á. Nó ra thấy gì nó chưa có xong đâu, tại cái tí xíu nó xong rồi mình bỏ treo lên, bỏ đồ lên là nó mới đẹp được. Mình phải đỡ, là mình dùng cái ngón tay này mình đỡ cái đầu móng, cái móng nó dài nên mình phải đỡ nó, mình phải đỡ nó thường xuyên luôn. Bên đây cũng vậy nữa, mình lấy ngón cái mình đè xuống, mình giữ lại nó, mình giữ lại, mình đũa nó. Làm nó làm móng dài sao mà nó làm gì được ta, sao nó kêu mình cắt cái tới đây rồi ta. Nhiều khi mình làm thì mình thợ neo mình phải làm, chứ mình cũng đặt câu hỏi vô luôn á, lỡ nó chùi đít sao nó chùi ta. Mình nói thiệt luôn á, nhiều khi mình làm nghề neo á, mình nói thẳng luôn, mình nói thiệt luôn á, nhiều khi mình làm nghề neo buộc mình phải làm thôi, chứ nhiều khi mình cũng đặt câu hỏi chứ, đúng không? Mình cũng đặt câu hỏi con bé này, nhưng không biết cái cô khách này có về có làm sao ta, có sao có chùi được ta, có làm cái gì được ta, ăn uống sao ta. Nhiều khi mình làm thợ neo thì mình là bắt buộc mình phải làm thôi, chứ mình cũng đặt câu hỏi chứ, sao không đặt câu hỏi, đúng không mọi người? Mình cũng đặt câu hỏi nó, ủa biết cái cô này có về có là có làm gì được không ta. Cầm gì con? Ồ cái này cầm gì con, muốn cầm cái gì? Cầm cái gì phải nói rõ chứ, cầm cái đó là cầm được liền á. Biết cầm gì không? Nó cầm chén cơm nó ăn, nó phải cầm chứ không cầm nó sao nó ăn được con. Nó dài dài cho nó phải, cái bụng nó cũng đói gì chứ, nó cũng phải ăn chứ. Nó cầm cái gì con phải nói rõ, nó cầm cái gì không được. Chứ nó cầm cái gì cũng được hết đó con, đừng giỡn, nó đeo được nó phải cầm được chứ. Nó cầm được thì nó đeo được thì nó phải cầm được chứ. Nó cầm nó đeo được, nó đeo được thì nó phải cầm được chứ, bất cứ cái gì nó cầm cũng phải được hết á. Thấy dân neo mình khổ không? Lúc thì ngồi chơi xơi nước, làm cả ngày không ăn không uống, rồi á hả, giờ thì làm trễ, khách nó vô trễ phải làm trễ, khổ dễ sợ luôn. Nhiều khi vợ con ở nhà chờ cơm, nó chờ nhiều khi nó đói nó ngủ mẹ luôn, nó chưa nó không ăn luôn. Mình về nó thấy cha con mấy đứa con đi ngủ mẹ nó hết rồi, về đúng là dân neo nó khổ. Dạ, có nhiều khi con nó sáng mai nó phải đi học thì nó phải đi ngủ sớm đó, 9 giờ nó phải lên giường nó ngủ rồi, 9 giờ 9 rưỡi nó lo ngủ, mình 10 giờ mới về tới nhà
về ôm cái đầu nó hung nó một cái, rồi xong là nó cũng đâu biết gì đâu, nó đâu có biết mình yêu thương nó đâu, đúng không? Nhưng mà trong lòng nhiều khi mình cũng nghĩ mình cũng buồn, thấy không? Nghề nail mình nó buồn đó, bạc bẽo dễ sợ. Bây giờ không biết làm nail, không làm nail thì không biết làm cái gì. Thật luôn, bây giờ không có làm nail thì không biết làm cái gì. Cả ngày thì ngồi chơi không sao hết, cả ngày thì ngồi chơi, khách nó không vô, đợi tới gần tới mình đóng cửa rồi nó chui vô, buồn dễ sợ. Bây giờ nó chưa tới giờ đóng cửa thì nó phải chui vô là phải làm thôi, mà làm cho nó thì ôm bộ neo là bảo đảm là về là trễ. Mấy cái bộ neo này đâu có dễ làm, móng nó dài thằng lòn mà đó, mà nổi lớp bột không là cũng mất bao nhiêu thời gian rồi, đúng không? Cho nên là hả, nhiều khi buồn cho số phận lắm. Biết biết trước gì, hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi đạp xích lô cha nó, giờ tôi cũng khỏe, không suy nghĩ nhiều, qua Mỹ nó nhiều quá, qua Mỹ nhiều nhiều suy nghĩ quá, buộc phải làm. Buồn buồn, tôi không có than nha, nhưng mà tại vì vì tôi thấy thấy ai cũng giống tôi hết đó, chứ đâu phải riêng gì một mình tôi đâu. Có mấy người bạn cũng gọi tôi hỏi, trời ơi sao ở Mỹ gì đâu kỳ vậy mày, sáng ra mở con mắt ra đi làm, uống ly cà phê, uống ly cà phê, hút vài điếu thuốc, xong đi làm, xong đi làm cả ngày trên tiệm, xong rồi cái về, cái tới giờ cái về, về cái chui vô vợ nấu cơm, cái chui vô ăn miếng cái đi tào lao bí đao gì với bạn bè, hoặc là làm gì chơi gì đó chơi, xong rồi chui vô ngủ, sáng mai lại đi làm. Nó giống như một cái máy mà nó theo cái trình tự vậy đó, giống như mình xét số vô cho nó sẵn là nó chạy vậy. Con người của mình giống như cái số, giống như cái program vậy đó. Mà bấm vô cái là nó chạy, tới giờ là phải chạy, tới giờ là phải chạy, đúng không? Cho nên á, nhiều khi thấy á, ở Mỹ thì người ta nói ở Mỹ thì nó sướng thiệt, tôi cũng công nhận được điều đó. Nó sướng là sao? Nó sướng về cái gì? Nó sướng về cái vật chất, nhưng mà nó khổ về thể xác, về tâm tinh thần, thấy không? Anh chị em nào mà có gia đình Việt Nam nó còn khổ nữa, nói thiệt luôn. Tới tháng là mùa này mà nó neo nó ế á, mà dập mấy cái dịp Tết này nữa nè, trời ơi, Việt Nam bây giờ không có việc gì làm rồi hả? Bên đây phải lo chu ta chu cấp, dập dân neo bên đây bây giờ mùa này nó ế nữa. Anh có tin, anh có tin, anh chị em có tin không? Học sinh mà đăng ký lớp học của mình nói chứ, sư phụ ơi, con muốn học sư phụ lắm, nhưng mà con không có tiền, con chưa có đủ tiền, bây giờ con chưa có deposit cho sư phụ được. À, khoảng 3 tuần nữa con deposit cho sư phụ được không? Mình nghe mình thì có mình nhiều khi mình rất nước mắt. À, ở bên đây nhiều khi nghe nói, nói trời ơi sư phụ ơi, 3 tuần con mới lãnh lương, chứ bây giờ con thấy con làm neo ế quá, con không có tiền đi học. Mình nghe cái tự nhiên cái mình mũi lòng luôn mà trời. Thấy chưa, nhiều khi khổ lắm mọi người. Không phải là mình than để mình xin tiền xin bạc gì ai đâu, nhưng mà mình kể gì tâm sự chút xíu vậy mà. Cuộc đời ở bên Mỹ ai nói chứ, nó sướng là trừ khi nào mình làm ra nhiều tiền nó mới sướng, chứ còn mà sống mà kiểu mà lắc lay lắc là cũng khổ. Số phận. Em khổ quá tình yêu ơi. Thì em khổ thì em khổ quá thì anh có sướng ít gì đâu em. Anh đang khổ nãy giờ anh đang nói chuyện em không nghe sao mà em còn than anh em khổ. Nhiều khi nói thiệt luôn, giống như tình yêu hôm nay là làm cả ngày đâu ăn gì đâu. Nói ra tình yêu, nói ra mọi người tin không? Đó, cả ngày tình yêu không có ăn gì hết. Chưa có ăn gì luôn. Hôm nay tình yêu có nhiều khách nè,
sáng tới giờ mới được, giờ con khách cuối cùng này mới được nghỉ. Nó không phải là đông lắm, nhưng mà vừa xong con khách này là con khách khác nó vô rồi. Nhưng mà nói đi nói lại, nhiều khi mình nói đi nói lại, mình ngó lên thì mình không bằng ai, mà mình ngó xuống thì biết bao nhiêu người còn khổ hơn mình. Cho nên mình cũng phải ráng, đúng không? Chứ giờ mình than thì mình than thôi, con người khổ ai không than, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mọi khi á, là mình bình thường á, mình sống vui vẻ á, thì không sao đó. Cái lúc mình khổ cực cái cầu xin Chúa hay cầu xin Chúa, bình thường vui thì không có gì hết trơn, không thấy Chúa đâu hết. Mà lúc mà khổ cái là xin Chúa giúp cho con à, thấy thiệt, đúng là khổ thiệt. Nhiều khi nói mình phải ngó lên thì mình không bằng ai, nhưng mà mình ngó xuống mình còn hơn rất mất bao nhiêu người, thì bao nhiêu người muốn như mình lại không được đó. Nhiều khi thấy cái gì đủ là cũng phải đủ. Nhiều khi mình ăn tự an ủi mình luôn, tự an ủi mình, đúng không? Mình tự an ủi mình sống mà mình tự an ủi mình luôn, chứ giờ mình sao? Giờ nhiều khi đó, những người bên nước ngoài như mình nè, nói ra có nhiều người ta thấy được luôn, nhưng mà người ta cũng không tin. Ở Mỹ mà khổ cái gì? Ở Mỹ cái gì cũng có, đúng không? Xe cộ, nhà cửa. Nhưng mà người ta đâu có hiểu được hàng tháng mình phải trả đâu. Công xương sống đích mọc ghẻ luôn cũng phải lo làm à, ngủ đâu dám ngủ thêm, mà lo đi làm để trả bill chứ gì trơn á. Chớ chiêu. Hồi xưa mình cứ nghĩ là mình là được đi bảo lãnh, đúng không? Mình nghe người ta nói nhiều lắm, mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú ở bên Mỹ mà về cái thời của mình á, là mấy người nói ghê lắm, mấy người nói hả, trời ơi, bác qua bển bác là kỹ sư nha, bác bên đây trời ơi, bác bên Mỹ bác là kỹ sư, bác là bác sĩ, bác từ lưa hết trơn, ông nào ông ấy cũng làm to hết trơn, ông nào ông ấy cũng làm to. Xong có ông kia ông đi mấy năm rồi, ông đi trước mình mấy năm, ông qua Mỹ ông về, ông đi Việt Nam ông qua Mỹ rồi ông về ông đi năm tám mấy á, cái ông về Việt Nam, ông đưa cái bằng lái ra, ông ngồi nhậu nè, mình con nít biết mẹ gì đâu, mình con nít đâu có biết đâu, cỡ lúc đó cũng mười mấy tuổi rồi. Nói chung là ăn chưa no, mặc chưa ấm đó. Ông đưa cái bằng lái ra, ông nói rồi cái bằng này là cái bằng bác sĩ của ông. Ừ, tin như sắm luôn, tin như để luôn. Ừ, anh giỏi quá ha. Anh mới qua Mỹ mấy năm thôi mà anh là bác sĩ rồi. Ừ. Rồi cái ông kia đi cũng mấy năm về, đưa cái bằng lái ra. Nói anh là kỹ sư đồ điện tử. Ừ, y như thiệt, mình cứ tin như sắm luôn. Sao mấy người qua Mỹ, ông nào ông ấy cũng làm ngon cho người ta. Ông nào nói qua cũng làm ngon hết. Đủ, hồi mình có giấy đi Mỹ mình mừng lắm. Bữa mai mốt mình qua mình làm bác sĩ. Nếu mà mình qua mình làm bác sĩ chứ làm kỹ sư rồi chứ. Còn ra nhờ qua đây cái rồi vũ leo chết mẹ luôn. Hết. Không làm được bác sĩ mà cũng không làm được kỹ sư. Cũng làm thợ mò. Làm thợ mò này đang làm thợ mò rồi thấy không? Đó nhiều khi. Xong rồi đó, biết không? Nói chung là mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình qua đây á, là anh chị em biết không, nếu mà qua đây á, mà ví dụ như có người bắt cấp mình á, là mình học được á, là mình cũng thành tài. Nhưng mà xui cho lan cuối đời gặp điệp đó, qua tới Mỹ không ai lo cho mình hết, mình phải tự bươn chải đó. Cho nên là mình không có bắt cấp đó, cho nên là mình phải làm phải sao. Anh về anh chắc cái dũa anh đi làm nail. À, cho nên bây giờ học sao được, học sao học. Thôi đành phải mù chữ luôn à, chữ nó biết mình mà mình không biết nó à, cho nên là dũa neo thôi. Anh về anh đi anh làm thợ mò. Mấy người mò ốc nó còn chưa chắc nó mò bằng mình nữa đó. Mình mò 11 giờ đêm, 11, 12 giờ đêm mình chưa về. Cho nên á hả, nhiều khi mình nói là mình
kể về sự đời của mình thôi, chứ còn thật sự ra làm nail mình cũng quý trọng cái nghề của mình chứ không phải là không. Mình cũng quý trọng cái nghề mình chứ. Nếu như không có nó thì cũng đâu có ngày hôm nay, cho đời mình nó cũng có một chút nào đó nó làm cho mình cũng có cuộc sống cũng được đỡ vất vả đi, đúng không? Nhiều khi có những người người ta làm quanh năm suốt tháng mà người ta không bằng mình. Mình phải ngó xuống chứ mình đừng ngó lên quá. Nhiều khi ngó lên quá cái đầu mình nó bị hói. Đó, ngó lên quá cái đầu cái chán của mình nó bị hói. Tại vì sao? Thậm chí mình ngó lên nhiều quá, nhiều khi mình phải đi khám mắt nữa. Mình phải đi khám mắt, tại vì ông mặt trời nó chiếu vô mắt, nó làm cho hư mắt, phải đi khám mắt nữa. Cho nên mình ngó ngang thôi. Đó, mình ngó ngang thôi là được rồi. Cũng có, ví dụ như tình yêu làm nail là cũng có nhiều em cứ bên Việt Nam cứ sống cuộc sống ở bên Việt Nam, nói anh ơi, anh có vợ chưa, anh bảo lãnh em sang đi, em làm cho anh, cho cưới em làm vợ đi, em về bảo lãnh em qua đi, em làm nail cho anh. Trời ơi, tới bây giờ mà cũng có nhiều người nhắn tin cho tôi là anh có đường nào chỉ em đi qua Mỹ không. Nhiều khi ở Mỹ thì nó có nhiều, mình không biết nói làm sao ha, mình không biết nói làm sao. Đôi, tại vì mình ở đây lâu quá rồi, cho nên là mình có những cái mình cũng nản, là tại vì sao? Tại giống như con người của mình làm nhiều quá mình mệt, chứ đôi lúc con người mình nó nản, chứ đôi lúc con người mình cũng sung lắm, hưng phấn lắm, đi chơi là sung à. Ví dụ mà nếu dụ như nói là giờ mình nói là em ơi, thôi tuần này hai chồng đóng cửa nghỉ một tuần đi du lịch đi, rồi chạy xe đi vòng vòng là hưng phấn lắm. Đúng không? Còn nói em ơi, ngày mai anh ơi, ngày mai có mấy con hẹn anh á, bà má nó nhiều khi buồn ngủ lấy mình đắp lại, đắp khỏi dậy luôn, không muốn dậy luôn. cho nên á nhiều khi á mình không biết nói làm sao để cho nó vừa lòng người, đúng không? Bởi vì ta nói con người nè, nó có nhiều cái lắm, nó mâu thuẫn nhiều thứ lắm, nó mâu thuẫn nhiều cái lắm. Suy nghĩ của mình thì nó vậy, nhưng mà khi mình làm thì nó khác, nó không có giống. Đôi lúc mình nói cho thôi, để tôi làm một người chồng ngoan đi, một người chồng đảm đang đi. Nhưng mà qua Mỹ nó có dấu, nó không có dấu, mình đọc những lời dâm đảng. Nhưng không phải dâm đảng đâu nha, tôi là đảm đang thiệt chứ không phải dâm đảng. Đó là thôi, giờ mình cố gắng mình làm đi, mình lo cho con, mình lo cho này con kia. Nhưng mà khi mình làm nhiều quá, cái con người mình nó mệt, cái lâm ra cái mình cũng bạo lắm. Mẹ tôi cực khổ gì vậy trời, sướng có chút xíu mà khổ cả đời. Nhiều khi có mấy ông có nói là lấy vợ sướng lắm, thấy không? Lấy vợ sướng lắm, nhưng mà nhiều khi mình chưa tin, thấy không? Thấy rồi mới tin, chỉ vậy thôi. Thấy rồi cái đầu tự nhiên cái con người của mình á, thì ra là không phải dạy, giống nó không phải dạy đâu, nó không phải như dạy đâu, nó khác à. Giống như hôm nay cái câu chuyện tôi kể, ví dụ như tôi nói chuyện với anh chị em, tôi mới nói chuyện với anh chị em là tại sao biết không? Nhiều khi nói hôm nay nói khác, ngày mai nó khác nữa, ngày mai nó lại khác nữa. Đôi lúc là mình nói mình quý, mình thương cái nghề này này kia, nhưng đôi lúc mình cũng cảm thấy buồn vì cái nghề này nữa. Trời ơi, buồn dữ lắm. Sao nó mâu thuẫn quá, không biết làm sao cho nó vừa lòng mình. Ban ngày thì ngồi cả ngày chơi, không có ai vô hết làm. Và trong khi mình ngồi mình nghỉ đi, giờ nó cũng đi làm thì mình cũng đi làm, thì nó hết giờ làm nó mới vô nó làm nail chứ, đúng không? Mình có nghiêu nó vô sớm mà thời gian đâu nó vô sớm được đó. Nhưng mà bây giờ nó vô làm thì mình cũng phải làm trễ cho nó à, mình phải có cần tiền thì mình phải làm cho nó thôi. Ok, giờ mình giũa cái đầu giũa mịn nè, được chưa? Cái đầu giũa mịn của tình yêu, khi mà mình giũa giờ ấy ra mình giũa cũng sướng lắm. Mình giũa nào để móng dài lắm, mình giũa cũng được nữa. Đó, mình dài ra nè, để dài ra. Nãy giờ mấy anh chị em tôi thấy mấy tôi ngó lên tôi thấy được gần 300 người, cái tự nghe tôi kể cái tự nhiên tụt lút chạy đâu hết trơn. Nghe ông nội này ông than mệt quá. Nghe ông nội này ông tào lao ông than mệt, ông mệt dễ sợ. Đã đi làm về mệt rồi muốn coi nail chút xíu thôi vô mà nghe ông than quá cái tôi hết. Tôi đi ra mẹ nó cho rồi cho nó đỡ khổ. Cái ngồi nghe ông nội ông than và tôi mệt quá. Hồi xưa ông nội này ông đâu phải ở, ông đâu có phải ở miền Tây, ông ở Sài Gòn đâu, chứ ông ở đâu biết không? Ông ở cái gì Ninh ta? Ninh gì? Ninh Bình hả? Ở Ninh Bình nó có cái lò than hay sao? Không mà tôi nhớ là sẽ ở quê nhà tôi, khu nhà tôi nó cũng có cái lò than đó. Chắc tôi bị nhiễm quá.
Giang thấy không, khi mình để cái móng cái đầu dũa dài ra mình dũa nó không bao giờ nó bị rộng, mình dũa rất là sướng nha mọi người. Mọi người phải biết cách dũa, mọi người phải biết cách dũa thì nó mới dũa được. À, chị em nhớ nha, đó khi nào mà cái móng nó dài, chị em nhớ cố gắng cho em để cái dũa dài ra. À, để cái dũa dài ra làm cho em dũa vô tư luôn, không có gì hết á, không có bị đụng đâu. Thấy chưa? Thấy không? Đó. Nãy giờ á, tôi không có cái phone để tôi đọc comment, cho nên tôi cứ nói băng quơ chi giận. Theo như tiếng Huế của tôi á, theo như cái người Huế của tôi á, là nói là băng quơ chi giận đó. Thì nó nói từ lưa, nó nãy giờ không biết tôi đang nói gì luôn. Nói được cái gì thì nói. Cho nên không có cái gì cả, không có gì coi hết trơn, chỉ có cái phone live mẹ nó rồi. Mấy đứa nhỏ đem iPad, đem iPhone, đem về hết rồi, đâu cho mình mượn đâu, đem về nó coi, nó chơi rồi. Bây giờ mình live là giống như mình nói tự nói chuyện mình luôn. Mình vậy là mình cũng còn hay hơn mấy người khác rồi đó. Có nhiều người khác live không có nói gì trơn á. Hỏi hoài, hỏi chết mẹ luôn, hỏi em ơi, em làm cái đó làm sao em ơi, nó im re à. Tôi tưởng nó làm neo trong sự im lặng chứ. Nhiều khi tôi hỏi nó hoài, cái tôi nản, tôi đi ra luôn. Nhưng cái đó làm sao em, cái đó làm sao đẹp, có gì em chỉ em giới. Không thấy nó trả lời, rồi đi luôn. Còn tôi là tôi làm live có mình, không có một cái phone mà tôi vẫn nói được. Tôi nói luôn, quá trời nói luôn. Nói rồi là nói luôn á. Nói nữa là mấy anh chị em đi luôn á. Mấy còn được 200 mấy, giờ còn 200 mấy. Nói chơi thôi chứ thật sự ra mình nói cho vui thôi mọi người. Đôi khi con người của mình nó cũng có tâm trạng đúng không, nó cũng có này có kia. Lúc vui người ta nhà mấy nhà người ta viết nhạc, người ta còn nói một câu mà đời mà có 100 lần vui mà chỉ có 1 vạn lần buồn đúng không. Đôi lúc mình con người mình nó cũng có nhiều tâm trạng thì mình cũng thể nói chuyện được. Có nhiều anh chị em làm live, nhiều khi người ta không dám nói, người ta ngại miệng, người ta không dám nói. Còn tôi đâu có gì đâu ngại, tôi là tôi nói hết, đâu có gì đâu giấu, đúng không? Có nhiều khi con người của mình nó cũng phải, đôi lúc cũng phải tỏ bài tâm sự. Bây giờ không biết bỏ đâu hết, bỏ lên Facebook đi, ai nghe, nghe ai cũng nghe kệ thôi, chứ giờ sao? Mà làm nêu mà không nói thì người ta nói này nó câm. Mà nhiều khi nói nhiều quá nó tào lao, nó thằng này nó tào lao. Khổ, nhiều khi cũng khổ lắm. Thôi kệ, thà là bị tào lao không đó, nó khùng bị câm nữa, chứ nó trù ẻo cho mình câm đó. Thôi mình nói đi, mình nói quá trời nói gì kệ cha, nó nói đại đi. Ai nói mình tào lao cũng được kệ, nó còn đỡ hơn chửi mình câm đó. Tại vì sao biết không, tào lao là chắc chắn là mình phải có rồi đó. À, tào lao là chắc chắn là mình phải có rồi đó. Chứ còn câm là mình không có. Mà nó chửi mình câm là mình cũng buồn lắm chứ bộ. Nó chửi mình câm là mình buồn, tại vì mình đâu có câm đâu, mình đang đó, cho nên là thôi kệ, cứ nói đi. Cái móng gì mà nó dài không tưởng tượng. Nãy giờ tao làm tiếng mấy đồng hồ đó. Mấy người mà vũa kiểu này là mấy người đó vũa không đúng, mình nói thiệt, nó sẽ có những cái đường lằn á.
khi mình ra mình thấy có những cái đường làng luôn á, mình coi rất là nhiều người mà bọn họ bán làm là tại vì họ dũa không được. Còn cái này mình chỉ cho mọi người là cái đầu dũa nè, khi mình dũa ra nè, thấy không, mình vẫn dũa nó dài cỡ nào mình vẫn dũa được, mà mình để nó dài ra, mình để nó dài ra xong mình dũa nó, mình dũa nó không có bị dướng, nhưng mà mình dũa như vậy thì nó mới láng được, chứ anh chị em cứ dũa xuống về không được, không có dũa như vậy được nha, phải dũa ngang thôi, dũa ngang thôi chứ đừng có dũa, đừng có dũa dọc xuống. Anh chị em dũa dọc xuống là nó sẽ có cái đường lằn, đừng có cái đường lằn của mình nó không có đẹp đó, cho nên là mình đừng có dũa xuống mà mình dũa ngang thôi. Còn dũa xuống là khi nào mình phá bột mình mới dũa xuống. Tí xíu mình dũa lại cái xếp. Cái này mà bỏ treo lên nó đẹp lắm, bỏ treo lên nó xô đẹp lắm, nó ẩn ở trong á, nó ở dưới nó bột, ở dưới nó móng clear, nó nhìn nó sang lắm, nhìn nó đẹp lắm á. Tại khi mình làm chưa có xong nó chưa có đẹp, đa phần là khi mình dũa lên nó che hết những cái khuyết điểm rồi, cho nên nó ưu điểm rồi, cho nên mình chưa có thấy được nó. Mình đợi rửa tay xong rồi nhìn nó đẹp, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn, tại vì nó xô ra mấy cái kim tuyến cái đồ đó là nó sẽ đẹp lên. Mừng quá, sắp xong rồi. Cái này anh chị em biết không, bỏ treo lên nó xô là mới đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Mình tin tí xíu anh chị em coi đi. Xếp cho nó đẹp, dũa lại lấy cái lá xếp lại cho nó ngay.
Là mấy cái món dài này đúng mà không, mà không anh chị em mà thấy tình yêu làm mà đúng quải luôn không, nhưng mà thích yêu nghề là thích thích làm. Làm mấy cái móng dài này phải chỉnh cho nó đẹp, chỉnh lại chỉnh lại. Khi mình thấy nó vậy thì nó không phải vậy, khi nó vũa ra là nó chưa có đẹp, mình phải chỉnh lại, chỉnh lại cái xếp cho nó đẹp. Khi mà làm live stream không có điện thoại hay là không có nghe, không có thấy được gì hết, không anh chị em có hỏi gì anh chị em nói gì cũng không biết gì hết, nó nằm ở trên đây không thấy gì hết, cho nên tự chỉ lo làm thôi à, chứ không có để ý được. Bảo đảm xong rồi mấy người nhìn là ghiền luôn á, nhìn cái bộ tay này thấy gì cho nó ghiền luôn á, đẹp lắm á, nhìn nó Valentine mà nó là thích cái kiểu trái ngược không, màu đỏ thì đi chung với màu đỏ mà đi chung với màu nhạt.
Đẹp không? Nhìn đẹp không? Đẹp bà cố luôn. Chưa đâu, bây giờ anh chị em xong rồi như vậy, anh chị em chưa có xong nha, anh chị em phải lật cái tay lại. Lật cái tay lại để cho một lớp treo dưới này nữa, ok? Thì nó mới đẹp được. Thấy không? Nè, giờ nó đẹp rồi, thấy không? Giờ thấy nó đẹp không? Giờ thấy nó đẹp không? Nè, giờ nó thấy trong suốt đó, nó cho see through ở dưới đó, nhìn nó đẹp nha. Giờ để bàn tay đây này. Wow. Hơi bị chóng mặt đó. Thấy rõ không? Đẹp nhất cái nách luôn. Thấy chưa? Nhớ sức dầu, quên. Lo tám không lo sức dầu. Đừng xa em đêm nay, ba má em đang ở đây. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Ghi, đẹp quá, chịu nổi. Mình là dân làm nail, mình thấy còn đẹp chi nó đeo nail. Nó đeo nail là nó ngắm everyday luôn, còn mình làm nó chừng tiếng. Mình làm nó chừng tiếng, tiếng ngoài là đi về rồi. Mình nó ngắm, mình còn thấy đẹp nó không chi là nó, đúng không? Nó về nó ghiền luôn. Lại cái đi đi. Mình thấy mình còn ghiền không chi nó. Về nó ăn ngủ không yên luôn. Rồi, để đây cho anh chị em ngắm cái nữa là mình chia tay nha.